Dạ, kính chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube của đường phố Sài Gòn. Bây giờ là 1:56 buổi trưa ngày thứ tư, ngày 12/6/2024. Đây là khu vực đường Nguyễn Hoàng ở thành phố Thủ Đức. Đường này thì có một cái dự án là mở rộng đường, bây giờ vẫn chưa làm xong ha. Bên phải là cái khu New City. Khu này thành phố mới, nhưng mà nó thật ra là nó là cái khu biệt thự ở trong có dự án xây những cái căn biệt thự, nhưng mà em thấy nó cũng chưa xong. Trong đó thì 30-40 tỷ một căn á, vẫn chưa làm xong. Ở đây là đường Song Hành nè, đường Song Hành Sa Lộ Hà Nội. Đường Sa Lộ Hà Nội cái đoạn này bây giờ được đổi tên thành đường Vũ Nguyên Giáp. Ở trước mặt chúng ta là đường Song Hành và đường Vũ Nguyên Giáp. Bên kia là tuyến Metro số 1. Dạ, tiếp tục cập nhật thông tin về tuyến Metro số 1. Thì nhiều khả năng là tiếp tục bị dời cái lịch chạy thử đến tháng 11/2024 rồi cô chú chị. Cái này là mâu thuẫn. Mâu thuẫn giữa chủ đầu tư với lại bên nhà thầu Hitachi. Hiện tại là vẫn chưa khắc phục xong. Nên bây giờ nguy cơ là cái tuyến này nó tiếp tục bị chậm trễ rồi. Nó cũng sai với lại cái thông báo hôm trước về cái công hàm của bên đại sứ quán Nhật Bản, người ta cũng có thông báo. Thì em cũng có cập nhật cái tình hình rồi đó, là có thể là trong đúng ra là như là cái lịch nó sẽ sớm hơn, lịch chạy thử là rồi lịch đào tạo training, bàn giao kiến thức cho nhân viên, rồi dự kiến là tháng 12 là sẽ đưa vào khai thác. Nhưng mà cuối cùng là cái lịch này tiếp tục bị dời rồi. Và cái mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và nhà thầu Hitachi vẫn chưa được giải quyết. Hiện nay thì cũng đang yêu cầu là lập ra một cái ban giải quyết tranh chấp, để giải quyết cái tranh chấp với nhà thầu. Theo cái đơn khiếu nại của nhà thầu thì những cái khoản tiền mà bên nhà thầu yêu cầu phát sinh đó là nó gần đến 4.000 tỷ đó. Nên là bây giờ không biết khi nào mới giải quyết xong cái vụ này. Bên phía Việt Nam thì muốn hai bên hợp tác, đừng nghĩ vì cái lợi trước mắt của mỗi bên mà hãy vì cái mục đích chung là đưa cái tiến độ của tuyến Metro số 1 này nó hoàn thành nhanh nhất có thể. Trước đó thì cũng có nhiều thông tin về cái việc này. Bên phía chủ đầu tư và tư vấn thì cũng đã bác bỏ nhiều cái khiếu nại của bên phía nhà thầu, cho rằng những cái khiếu nại của nhà thầu là chưa đủ căn cứ để phát sinh những cái khoản chi phí đó. Thì bây giờ là cùng chờ đợi những cái thông tin tiếp theo. Nhưng mà theo em thấy tình hình chỗ này là nó chậm quá. Dạ, mình đang ở đường Võ Nguyên Giáp, trước đó là Sa Lộ Hà Nội á. Để em đi đến cái ga Thảo Điền, em quay đầu xe lại. Đây, quẹo vô chỗ này là vô khu nhà giàu Thảo Điền nè. Để em xuống cái nhà ga phía dưới, em quay đầu xe lại cho quý vị xem. Nếu mình chưa số 1 thì nó đã làm đến đây rồi. Theo thông báo thì nó đã hoàn thành hơn 98% rồi.
98% đó. Nhưng mà hiện tại là vẫn chưa về đích được, đang vướng mấy cái khiếu nại. Đây là nhà ga Thảo Điền nè. Ồ, ga ngược chiều luôn. Đó, trước mặt chúng ta là nhà ga Thảo Điền. Đây mới gác cái dầm đi bộ. Ở đó người ta mới gác cái dầm đi bộ lên. Để em dừng chỗ này em đọc báo cho cô chú chị nghe ha. Kiểu như là mát mát mình đọc báo. Đây là ga Thảo Điền nè, đang còn ngổn ngang lắm. Đấy, mới gác cái cầu đi bộ lên nè. Giờ hiện tại là chủ yếu là tiếng Micho làm mái che để nhiều cái cửa hàng bán dạo mọc ra nằm ở dưới cái tiếng Micho, ta bán dạo. Bên đây có cây xăng ha, để bữa nào mình vô mình đổ. Đâu để em đứng chỗ này em đọc báo cho mọi người nghe, chỗ nào mát mát á, nắng quá thì đứng hồi mệt lắm. Trời hồi nãy chuyển mưa, giờ nó hơi có nắng thôi. Tiếp tục. Nãy giờ chưa có chỗ nào mát luôn. Đây trung tâm thương mại Vincom. Đó, cũng có một cái cầu bộ hành. Cái tuyến Metro này là nó đâm thẳng vô trung tâm thương mại, nên là người ta có thể là xuống tàu điện cái là đi vô Vincom để đi chơi, mua sắm, ăn uống. Bên đó đứng được hết à, bên đó mát á. Kiếm chỗ mát rồi, bên chỗ này nắng quá ta. Chứ nào mát mát đứng. Thôi, đường này đường cấm. Đường cấm. Em đứng đây em quay, đứng đây em đọc báo cho cô chú chị nghe nha. Kiếm chỗ nào đứng đọc báo mát mát xíu, nắng quá. Rồi đứng đây đọc báo. Trước mặt là tuyến Metro số 1 luôn, nhà ga An Phú. Rồi thôi đọc báo cho mọi người nghe nha. Quý anh chị đợi em xíu em đọc báo. Mọi người đợi em đọc báo cho mọi người nghe nha. Metro số 1 dời ngày khai trương. Rồi đọc báo.
báo Tuổi Trẻ đó anh chị, báo Tuổi Trẻ .vn nè. Metro số 1 có thể lùi lịch chạy. Đâu rồi? Đây. Tuổi Trẻ .vn. Bài báo đăng ngày 10 tháng 6 năm 2024 vào lúc 12 giờ. Metro số 1 có thể lùi lịch chạy thử đến tháng 11 năm 2024. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, viết tắt là MAUR, vừa báo cáo kết quả tiến độ giải quyết khó khăn vướng mắc của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Hiện nay dự án tuyến metro số 1 đã hoàn thành hơn 98,24%, nhưng vẫn đang gặp một số vướng mắc khó khăn nên có thể phải tiếp tục lùi lịch chạy thử. Vì sao lùi đến tháng 11 2024? Theo báo cáo, thời gian qua chủ đầu tư đã tích cực đôn đốc liên danh NGBT, gọi tắt là tư vấn chung, và nhà thầu Hitachi thực hiện gói thầu CB3, liên danh SCC thực hiện gói thầu CB2, phối hợp để xây dựng kế hoạch đào tạo tổng thể của dự án metro số 1. Đến nay, tư vấn chung vẫn chưa hoàn thành kế hoạch đào tạo, bao gồm chương trình đào tạo và chuyển giao kiến thức. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến dự án chậm trễ. Trong kế hoạch công việc mới nhất, nhà thầu Hitachi lại đẩy lùi các mốc tiến độ về sau. Ví dụ, mốc tiến độ chạy thử đã được lùi đến tháng 11 2024 thay vì tháng 10 2024, dẫn đến việc kéo dài nữa tiến độ của dự án, kéo dài hơn nữa tiến độ của dự án, là lùi là một tháng á cô chú chị, là chạy thử lùi là một tháng. Điều này cũng không tuân thủ công hàm của đại sứ quán Nhật Bản gửi cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố vào ngày 2 tháng 5. Đó, hồi nãy em có nói là đại sứ quán Nhật có gửi công hàm báo cái mốc thời gian của tiến độ, nhưng mà nay nhà thầu tiếp tục dời cái lịch chạy thử. Để giải quyết vấn đề này, chủ đầu tư đề nghị đại sứ quán Nhật Bản sớm có ý kiến đối với nhà thầu Hitachi về việc tuân thủ tiến độ mục tiêu của dự án, đồng thời có tinh thần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong việc tiến hành các giải pháp tạm hài hòa lợi ích, quyền lợi và trách nhiệm pháp lý hai bên để có thể thúc đẩy tiến độ dự án metro số 1. Ngoài ra, hiện chủ đầu tư cũng nhận thấy tư vấn chung NGBT chưa có các biện pháp, giải pháp thúc đẩy tiến độ dự án cả về mặt kỹ thuật, thương mại, hợp đồng. Cho nên, vai trò năng lực của NGBT cần phải được củng cố hơn nữa. Công văn của chủ đầu tư nêu lập ban giải quyết tranh chấp. Công ty Hitachi Nhật Bản là nhà thầu đang có các khiếu nại yêu cầu chủ đầu tư thanh toán chi phí phát sinh tương đương gần 4.000 tỷ đồng. Nhằm tháo gỡ những vướng mắc, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan. Qua đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Bùi Xuân Cường, thống nhất đẩy nhanh giải pháp dùng ban xử lý tranh chấp, viết tắt là DAB, theo đề xuất của nhà thầu Hitachi và phó đại sứ quán, mục tiêu hoàn thành trong tháng 12 2024. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị chủ đầu tư thảo luận về vấn đề thanh toán chi phí liên quan cho nhà thầu Hitachi để đẩy nhanh công tác đào tạo nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn đường sắt đô thị số 1, thống nhất ý kiến về nội dung hợp đồng bảo dưỡng 5 năm giữ nguyên giá cũ trên hợp đồng và sử dụng ban quản lý tranh chấp để giải quyết chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, chủ đầu tư được yêu cầu sắp xếp bố trí thời gian phù hợp tổ chức phiên họp định kỳ 2 lần một tháng nhằm sớm xử lý các khó khăn vướng mắc của dự án metro 1 này. Ban đường sắt thành phố Hồ Chí Minh phản hồi việc bị nhà thầu Hitachi kiện. Chiều 6 tháng 6 tại họp báo kinh tế xã hội, Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản phản hồi thông tin báo chí về việc nhà thầu Hitachi Nhật Bản yêu cầu bồi thường gần 4.000 tỷ đồng
chi phí phát sinh khi gia hạn hoàn thành tuyến metro số 1. Theo đó, các hợp đồng thi công metro số 1 áp dụng mẫu của hợp đồng Hiệp hội Tư vấn Kỹ sư Quốc tế quy định hợp đồng nhà thầu cho rằng mình có quyền đòi hỏi các chi phí khi nhận thấy quá trình thi công có điểm khác biệt so với khảo sát ban đầu, hoặc nhà thầu cho rằng kế hoạch thực hiện bị thay đổi so với kế hoạch ban đầu gây bất lợi. Việc khiếu nại này rất phổ biến trên thế giới và việc xử lý các khiếu nại luôn được quy định rõ ràng trong hợp đồng. Đối với dự án metro số 1, việc khiếu nại xảy ra ở tất cả các gói thầu từ trước đến nay theo trình tự tư vấn chung, với vai trò là đại diện chủ đầu tư và kỹ sư sẽ đánh giá tính hợp lý các khiếu nại của nhà thầu. Hiện nay đa phần các khiếu nại của nhà thầu đã được tư vấn chung bác bỏ do không đủ căn cứ pháp lý. Dù có khiếu nại phát sinh nhưng ban quản lý khẳng định công tác thi công tuyến metro số 1 vẫn theo tiến độ thống nhất với các nhà thầu và tư vấn Nhật Bản. Dạ rồi, hết bài báo. Ở dưới có một phần bình luận của một người, anh ghi là lỡ lùi rồi thì sang 2025 luôn. Cái này là cà khịa thôi. Như vậy là em vừa đọc xong bài báo cho cô chú chị nghe về tuyến metro số 1 ha. Còn rất là nan giải. Rồi bây giờ mình chạy một vòng. Mình đi tham quan tuyến metro số 1 này của chú chị và các bạn. Rồi đi. Đây là công trình của tuyến metro số 1 còn khá là ngổn ngang. Đây là Vincom, trung tâm thương mại Vincom. Ây da, quá trời xe luôn, xe hơi quá trời luôn. Ồ, rau má ngon quá. Bây giờ quay lại mua rau má uống luôn. Trời ơi, thấy bán rau má ngon quá ta. Mua ly rau má, mua ly rau má, rau má, rau má. Rau má, rau má. Có rau má hay em? Rau má đậu xanh không? Cho anh ly. Nhiêu tiền vậy? Đứng qua đây cho nó mát tí. Đứng đây đợi lấy rau má đó chứ chị. Thấy anh bảo vệ anh mua ly rau má đậu xanh 15.000, nhìn thấy ngon quá. Đó mọi người thấy không, tuyến metro số 1 hiện tại là đang làm mái che, kiểu là mái che nắng đó chị. Ngồi dưới đây rất là mát luôn. Mái che này rất là mát. Ngồi dưới đây uống cà phê, uống rau má, uống nước mía.
cái quỹ đất ở dưới cái tuyến metro số 1 này nó rộng, nó nhiều và nó dài lắm nha quý vị. Cái này quy hoạch làm cái gì đó rất là ok. Rồi, có đầu má rồi. Rồi, cảm ơn em. Ê, rau má ngon quá cô Di ơi. 15 ngàn một ly rau má đậu xanh. Rất là ok luôn. Rồi, muốn cái em đi ha. Qua có uống bia nên hôm nay người hơi mệt. Mong mọi người thông cảm. Giờ em mời cô chú chị và các bạn uống rau má với em nha. Rau má đậu xanh, ly này 15 ngàn nè. Chất lượng luôn, bán ngoài lề đường. Ồ, ngon quá. Em thấy có quay chung với lại sữa đặc nữa. Ừ, ngon quá, quá ngon. Rồi, đi tiếp. Uống nửa ly rồi chị. Ngon quá. Rồi quay đầu lại, em tiếp tục đi cho mọi người coi tuyến metro số 1 ha. Hiện tại là máy che nắng cho mấy cái tiệm bán hàng rong. Đây là khu Battery, khu căn hộ cao cấp. Đâu, giờ chuyển mưa, nãy nó nắng giờ chuyển mưa rồi quý anh chị. Đường Võ Nguyên Giáp. Quá cho xe VinFast luôn. Ồ, xe VinFast màu tím sạc cừ đẹp quá hả. Ở đây là Vincom Plaza nên xe VinFast nhiều. Có cái trung tâm bảo trì bảo dưỡng của Vin. Vô mấy cái chỗ của Vin là phải đậu xe đúng nơi quy định nha cô chú anh chị. Không thôi là sẽ bị bảo vệ khóa bánh á. Để về chậm quá. Tiến vào số 1 rồi đó chị. Hành lang ống nước. Cái cọc màu xanh trắng bên phải. Đây, cái cọc màu xanh trắng bên phải là hành lang ống nước nha. Thế ghi là hành lang ống nước. Đây, bên trái là tiến vào số 1 rồi. Làm lâu rồi mà không biết khi nào mới đưa vào khai thác được ha. Để nó nằm lâu quá. Ly rau má này uống ngon quá.
một trong những ly rau má ngon nhất từ trước đến giờ mà em được uống, 15.000 thôi, của bé đó bán lề đường. Mua đồ lề đường thì cũng hên xui thôi, có chỗ sạch, chỗ mức vệ sinh do mình lựa chọn. Với lại nó cũng nhiều khi mình khuất mắt thì mình cũng không thấy, nhưng mà về cơ bản là mình thấy hai bé chủ đó cũng làm cũng gọn gàng. Đương nhiên thì ngoài đường thì nó cũng hơi có bụi rồi. Đây, tiếng Minh Châu số 1. Bên phải cái chùa rất là lớn đó là Pháp viện Minh Đăng Quang á. Bên phải cái chùa lớn là Pháp viện Minh Đăng Quang. Cho mọi người coi một đoạn tiếng Metro số 1 ngay ga Thảo Điền gần nhà em ha. Ga Thảo Điền với ga An Phú. Đó, trên kia là cái loạt xe bên đại lộ Mai Chí Thọ, người ta đang chạy về xa lộ Hà Nội. Còn cái đoạn này thì có mình em đi, đoạn này ít người đi lắm. Vẽ nè, vẽ bậy nè. Cái đoạn này ít người đi lắm, có mình em đi luôn. Ra ngoài đây chắc đường cục rồi. Đây đường cục rồi. Ở đây là bắt quẹo ra. Đây đường cục và cô chú anh chị. Rồi đến đây là bắt buộc phải quẹo trái ha, ở đây không cho đi thẳng. Đến đây là phải quẹo qua đây. Vô đây có mấy cái trường học, ghi tơ võ. Đang xây cái nhà đẹp quá ta. Peter Võ Đức bên quận 2 này có mấy cái rất là xịn sò. Ở đây là sau lưng của xưởng bảo trì xe hơi của VinFast. Ở đây có mấy khu đất rộng đang làm cái gara ô tô. Chỗ này hôm bữa em vô rồi, giờ đi lại một lần nữa thôi. Quá trời xe Vin luôn nè. VinFast Đông Sài Gòn. Ở đây có một cái đài tưởng niệm. Ở đây có một cái đài tưởng niệm các liệt sĩ đã bảo vệ cầu Rạch Chiếc. Bảo vệ cầu Rạch Chiếc, cô chú anh chị, đây có cầu Rạch Chiếc. Đây, ở đây nhiều xe VinFast lắm. Đó, tiếng Metro số 1 á. Thì thấy hoành tráng không? Đây là xưởng bảo trì của VinFast. Có nhiều xe đang được sửa chữa và sơn lại, làm đồng sơn lại. Đó, đây nhà ga. Ga này là ga Rạch Chiếc nè. Quá dữ luôn.
mấy người chạy ngược chiều luôn. Có mấy người chạy vô đây là chạy ngược chiều á, đến đây là phải bắt quẹo rồi nè. Chỗ này hồi nãy em quẹo nè, em mới quay ngược cho ra. Đó, em quay ngược cho ra. Tiến quay cho số 1. Đang làm máy che nắng cho nhiều gánh hàng rong ở bên dưới. Người ta vỏ đây dữ quá. Đó, mát không? Ở đây tiến mới chưa số 1. Che nắng mát. Dạ rồi thôi, đến đây em xin phép kết thúc video clip ở đây. Cảm ơn cô chú chị và các bạn rất là nhiều đã đồng hành cùng với em trong clip này. Chia sẻ chút xíu thông tin về tuyến metro số 1. Nhiều khả năng là sẽ tiếp tục bị dời. Nếu mà ngày chạy thử nó rơi vào tháng 11, 2024 thì cái ngày mà chạy thiệt mà khai trương rồi đó, em nghĩ là chắc lâu, chắc qua 2025 là chắc chắn đấy. Không kịp. Giờ này mấy cái mâu thuẫn còn chưa giải quyết xong. Dạ thôi, mình tiếp tục chờ đợi cô chú chị và các bạn. Em chúc mọi người bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Cô chú chị và các bạn yêu thương, bấm like video clip, bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Đường Phố Sài Gòn. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo. Em xin phép được trân trọng kính chào.